Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A71. Cái chiếc điện thoại này thì lúc đầu giá niêm yết của nó là 10,5 triệu. Và rất là nhiều bạn nói rằng là với mức giá 10,5 triệu thì sau này không đáng mua. Chính xác là như vậy, cá nhân mình cũng thấy là với 10,5 triệu thì mình cũng sẽ không bỏ tiền ra để mua sau này. Và chính vì việc sau này nó bị chê là rất đắt nên là bây giờ Samsung đã có những chương trình hot sale rất là mạnh cho Galaxy A71. Và hiện tại thì mình có tham khảo được tại website của Di Động Thông Minh, thì giá của Galaxy A71 phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128 đang có mức giá là khoảng 8,690,000 đồng. Đây là mức giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, và mình chưa tìm thấy cửa hàng bán hàng chính hãng nào bán giá rẻ hơn Di Động Thông Minh. Đấy, nếu các bạn tìm được ra cửa hàng nào mà bán rẻ hơn Di Động Thông Minh với con Galaxy A71 này nhé, và là hàng chính hãng nhé, mới 100%, thì các bạn có thể để lại comment để cho mình biết. Đấy, với mức giá là 8,690,000 đồng thì những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của Galaxy A71 là gì, thì thực ra là ở trong video đánh giá rất là chi tiết về Galaxy A71 mình cũng đã nói rồi đấy. Chẳng qua là bây giờ mình sẽ nói lại cho các bạn để xem là nó có đáng mua hay không. Đấy, tất nhiên chúng ta sẽ không thể so sánh cái sản phẩm này với cả những sản phẩm hàng xách tay được, bởi vì là đây là một sản phẩm hàng chính hãng được bảo hành tại hãng, và đặc biệt nữa đây lại là một thương hiệu tốt, đấy là thương hiệu Samsung chứ không phải là một trong những thương hiệu của Trung Quốc. Đấy, với cả thêm nữa đó là hàng xách tay bây giờ thì lại đang bị cấm biên rất là nhiều, nên là những cái sản phẩm hàng chính hãng mà các bạn hàng xách tay mà các bạn muốn so sánh với sản phẩm này thì chưa chắc là bây giờ nó đã có hàng để bán cho các bạn cơ. Đấy, nên là chúng ta cứ tập trung vào từng phân khúc của mỗi điện thoại thôi, chúng ta cũng không thể so sánh lan man được. Đấy, thì đối với cả Galaxy A71 thì mình cũng đã nói rồi đấy, những cái điểm khen khi mình khen về sản phẩm này đấy là phụ kiện của nó rất đầy đủ. Đấy, chúng ta sẽ có ốp lưng này. Đấy, chúng ta sẽ có dán màn hình này. Chúng ta sẽ có tai nghe này. Chúng ta sẽ có sạc siêu nhanh này, sạc 25W luôn. Đấy, và cũng sẽ có thậm chí là cái cáp lại là chuẩn cáp mới, đây là cáp Type-C to Type-C. Đấy, nhưng mình thì mình thấy là cáp Type-C to Type-C bây giờ nó hơi phiền phức. Nếu mà mất cái cáp đó thì chúng ta lại phải mua lại đúng cái cáp chuẩn Type-C to Type-C, chứ cáp Type-C bình thường cũng không mua được. Cũng không dùng được. Đấy. Thì cái đấy là cái điểm mà chúng ta cần chú ý. Mới là một số những điểm chê, ví dụ như là mặc dù đây là một sản phẩm được định hình với cả cái phân khúc giá là khoảng 10,000 đấy, nhưng mà cái vỏ hộp nó đóng bình thường quá. Cái vỏ hộp mình cảm thấy nó hơi rẻ tiền. Đấy, nhưng mà khi mà nó giảm giá xuống còn khoảng 8,690,000 thì thôi, thì chúng ta tặc lưỡi thì cũng chấp nhận được. Đấy, nhưng mà có một số những cái mình vẫn cảm thấy là nó đắt so với giá tiền này. Ví dụ như là cái vỏ này chỉ là vỏ nhựa này. Đấy, vỏ nhựa nhá. Nhưng mà cứ mỗi một lần nó có một cái nhược điểm thì nó lại có một cái ưu điểm bù lại. Đấy là chính vì nó bằng nhựa nên là cái con này bắt sóng rất là tốt, mình cũng đã đánh giá rồi đấy. Trong hầm gửi xe hay là trong chung cư con này bắt sóng rất là khỏe luôn. Đấy, và trọng lượng 179g là một trọng lượng mình đánh giá là tương đối nhẹ đối với một chiếc điện thoại có kích thước màn hình lớn như thế này, màn hình lên tới 6.7 inch mà lại là pin 4,5 nữa, mà chỉ có một trọng lượng 179g là mình thấy là ok đấy, bởi vì là nó là bằng nhựa mà. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy là cái phần viền trên, viền dưới, viền hai bên của nó làm rất là mỏng luôn này. Đấy cũng là cái điểm mà mình khen. Tuy nhiên là về cái phần màn hình này thì cái màn hình thì mình đánh giá là màn hình đẹp đấy nhá, màn hình đẹp chứ cũng không có điểm gì là ấy cả. Màn hình đẹp nhưng mà có một số những điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Đấy là màn hình này là màn hình tỷ lệ 20:9, nên thành ra khi chúng ta xem các nội dung ở trên YouTube, ví dụ như xem kênh của mình chẳng hạn, thì nó sẽ bị giải đen khá là nhiều. Hoặc là thậm chí một số những bạn reviewer khác ấy, các bạn ấy làm video tỷ lệ mới rồi là tỷ lệ 18:9 ấy, thì các bạn xem nó vẫn bị giải đen, bởi vì con này là 20:9 mà. Và nếu mà chúng ta phóng to lên ấy, để full hết màn hình ra thì cái phần trên, phần dưới nó sẽ bị cắt đi nhiều. Thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy là nó chưa thực tế của những cái màn hình tỷ lệ mới bây giờ. Đấy, nhưng mà về mặt thời trang ấy thì là nhìn nó sẽ đẹp. Màn hình 6.7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, tấm nền Super AMOLED, mật độ màn ảnh 393 ppi là đủ nét rồi. Thì tuy nhiên là một cái điểm chê nữa, đấy là kính cường lực của nó lại chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 thôi. Kính cường lực từ đời tống rồi, rất là lâu rồi. Đấy, chúng ta cũng cần phải chú ý cái điểm này. Hiệu năng cũng sẽ là cái điểm mà có lẽ là nhiều bạn sẽ chê ở trên Galaxy A71. Đấy, RAM ROM thì rất là thoải mái nhá. RAM 8 bộ trong 128 rất là thoải mái rồi, nhưng con chip chỉ là chip 730 thôi. Nếu mà Samsung ấy mà họ trang bị vào đây con chip 765 thì xong họ giảm đi một chút về RAM. RAM có thể là RAM 6 thôi, bộ trong có thể 64 thôi. Nhưng mà đây mà là con chip 765 ở trong phân khúc chính hãng thì có lẽ là các bạn sẽ không chê đâu. Thì đúng là cái chê của mình là cái chê về mặt con chip. Nhưng chúng ta cũng phải xét trên một cái tham chiếu, đây là một sản phẩm hàng chính hãng. Đấy, thì ví dụ như là với sản phẩm này mà ở trên cái con Xiaomi Mi 9T thì nó sẽ có mức giá là khoảng 7 triệu.
Nhưng mà Mi 9D mức giá 7 triệu ấy thì RAM nó chỉ là 6 thôi và bộ nhớ trong chỉ là 64 thôi. Cái con này RAM 8, bộ nhớ trong 128. Thì thôi, thì với thương hiệu Samsung thì chúng ta cũng có thể coi gọi là nó không đến mức độ gọi là nó quá tệ lắm. Đấy, cũng có thể coi gọi là chấp nhận được. Chứ còn nếu mà với mức giá là khoảng 10 triệu rưỡi thì là không nhá. Đấy. Chứ còn ở đây mình đang nói ở trên cái điều kiện là nó đang được giảm giá xuống. Đấy, điểm AnTuTu giờ khoảng 275.000 điểm, điểm CPU GPU như này đây. Đấy, GPU là 71, CPU là 97. Đấy, kiểu như vậy. Nếu mà với những người nào mà người ta không quá cần thiết đến mặt hiệu năng ấy thì 730 là đã rất đủ dùng rồi. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình 730 rất là đủ dùng. Mình chỉ cần một cái thiết bị nó bình thường thôi, không nhất thiết là phải quá nổi trội mặt hiệu năng. Đấy, vân tay bên trong màn hình có, vì màn hình là AMOLED, nhưng mà vân tay này mình đánh giá là hơi chậm. Đấy, có gì chúng ta phải nói thẳng thật với nhau, chả phải giấu giếm lấp liếm về sản phẩm nó có gì cả. Rồi là camera thì sao? Con này có bộ 4 camera ở phía sau sắp xếp theo hình chữ L. Thì đầu tiên là về cái mặt thẩm mỹ cái đã, thì mình đánh giá là nó không đẹp. Đấy, còn không biết là đẹp hay xấu thì mắt mỗi người thôi, nhưng mà cái này mình đánh giá là không đẹp. Nó sẽ có một camera có độ phân giải là 64 megapixel, một cái mật độ phân giải rất là cao, và hình như là cao nhất của Samsung chẳng hạn thì phải, đến thời điểm hiện tại nhé. Nhưng mà cái camera của nó thể hiện thì mình chỉ đánh giá là mức độ bình thường thôi. Camera như thế nào thì mình cũng đã có bài đánh giá rất chi tiết cho các bạn rồi, các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, camera cũng ở mức độ bình thường. Camera trước thì camera trước là đẹp, camera trước mình đánh giá là đẹp đấy, và góc chụp của camera trước thì lại rất là rộng. Đấy. Về pin thì sao? Pin của Galaxy A71 là một sản phẩm pin trâu. Pin 4.500 là một viên pin đủ trâu, có sạc nhanh 25W, chỉ sạc trong khoảng 7 phút là đầy pin rồi. Đấy cũng là những cái mà mình cần phải lý ở đây. Rồi là có công nghệ âm thanh Dolby Atmos luôn, và có cái cổng sạc USB Type-C và vẫn giữ được các giắc cắm tai nghe 3.5mm ở đây. Đó, đấy là những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của Galaxy A71. Nói chung ý là nếu mà Galaxy A71 mà không giảm giá thì sản phẩm này sẽ bán đấy. Tuy nhiên khi bây giờ nó đang giảm giá xuống còn khoảng 8.690.000 tại Diệu Thông Minh, kèm theo đó là việc hàng sách tay bây giờ đang bị cấm biên giữa Việt Nam và Trung Quốc, nên là thành ra chúng ta sẽ rất khó mua được những sản phẩm hàng sách tay, thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc nhé. Mình không nói là có đáng mua không, nhưng đáng để chúng ta cân nhắc. Còn mua hay không nó phải còn phải phụ thuộc vào túi tiền của các bạn, và đặc biệt nữa là phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn. Nếu nhu cầu của các bạn là chơi game nặng thì là không mua. Đấy, mình khuyên thật, không. Đấy. Còn nếu mà nhu cầu của bạn chỉ là bình thường thôi, cần một sản phẩm thương hiệu tốt và tất cả mọi thứ đều có thể chấm được ở mức độ gọi là 8 điểm trên 10, thì Galaxy A71 sẽ là một sản phẩm đáng để cân nhắc. Đấy. Rồi, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao với Galaxy A71 đang có mức giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ tại Di Động Thông Minh, với mức giá là 8.690.000? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.